chứ không phải là việc cá nhân. Vâng. Mà ngay đây thì bác cứ nói như này nhé. Vâng. Đây này. Rồi những quả bóng bay trên bầu trời được chụp ảnh, những ảnh đó tung ra hải ngoại và đổi gửi tiền về những nước. Chiến dịch săn tiền có hiệu quả, vừa được nổi danh và bán nợ 50 triệu đồng cũng đã trả xong. Và còn đầy tiền vàng và đô la trong tủ. Nhận thấy con người như thế tôi không thể cộng tác được. Dạ. Đấy, cho nên là bác nói rõ ràng chứ không phải là có cái gì mà quất tất trong cái điều này cả. Bác ơi, lúc đầu bác quen biết với ông với nhà văn Nghĩa như thế nào bác? Đấy, bác đã nói rõ cái này. Vâng, nhưng mà mọi người muốn nghe chính bác kể, bởi vì nhiều người vẫn có khi mà bài viết của bác được tung lên mạng ấy thì có hai nguồn ý kiến khác nhau bác. Một mặt thì cho rằng là cảm thấy rất là bất ngờ với những điều bác viết, và họ cũng sâu chuỗi những cái sự kiện, nhiều sự kiện diễn ra thì họ nghĩ rằng là những điều bác viết là hoàn toàn có cơ sở và ông nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là như thế thật. Nhưng mà cũng có một số nhà dân chủ đã bênh vực nhà văn Nghĩa và nói rằng là đây hoàn toàn là những điều bịa đặt, và cho rằng nói là bác là một người không có thật, nghĩa là chỉ là một cá nhân lạc danh để làm bôi nhọ hình ảnh của ông Nghĩa và hình ảnh của phong trào. Thế nên là mọi người rất là muốn biết là cái quá trình bác đã gặp ông Nghĩa như thế nào, rồi làm như thế nào để bác nhận ra cái bộ mặt của ông ta. Đấy, bác nói hết trong này rồi. Ai người ta còn ngại gì nữa. Bác hai lần tù nữa mà. Vâng, đã vâng. Người biết gì? Dạ vâng. Và hiện nay bác còn nhiêu thì còn bao nhiêu thì không, bác có những bản ấy thôi. Đây này, hiện nay cho các cháu bản nữa. Bản này có trên mạng rồi, nhưng người ta không biết là có phải... Người thật, việc thật cháu ạ. Vâng. Lúc đầu thì người ta cứ nghi ngờ, người ta bảo là không biết liệu có phải là của ông Tính viết thật hay không, hay là một người nào đấy để viết để chia rẽ nội bộ phong trào ra. Cái này phải nói là ông Nghĩa, ông lương tâm ông sẽ hiểu hết toàn bộ vấn đề. Ông sẽ hiểu hết toàn bộ vấn đề. Ông Nghĩa thì ông ấy không có bình luận gì về cái sự việc này, nghĩa là ông ấy hoàn toàn ông im lặng. Và chỉ có một số người khác thì nghĩa là bênh vực ông ấy ra mặt và nói rằng là không, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là một người rất là kiên định ấy. Thì người ta nói thế nào chứ, quyền người ta đã gọi là quyền cơ. Đây là bác còn quan hệ với lại đã gọi là quyền cơ. Đây là bác còn quan hệ với lại ông Nghĩa mà. Không, đã từ đâu bác không quan hệ, mà không giao tiếp nữa, không trò chuyện nữa gì nữa. Bác nhận xét như nào về ông Nghĩa, cả cái trình độ của ông như thế nào? Về nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa mà thì ông thế này, anh Nghĩa thì nói chung là anh là người tốt, phải nói là người tốt. Vâng. Nhưng mà tính khí của anh Nghĩa đấy thì nói về làm chính trị thì không phải làm gì cái tính bất đồng. Ví dụ ai vào photocopy thì anh bảo người ta là bất cứ một thành phần gì, dù là nhà văn, nhà sĩ, quân đội hay các cái này, có chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam không, này có vào Đảng Dân chủ không, đâu có phải là những người làm dân chủ như thế đâu. Cái thứ hai là những ô tô từ đây mà về hỏi thì dơ mặt lắm với anh Nghĩa, thì ngồi bên cạnh ấy thì anh chửi được Cộng sản Việt Nam, chửi một cách thậm tệ, chửi một cách nó lú mình. Thành ra mà ngồi bên cạnh mình nó ngượng thêm. Đấy, nó như thế. Thế nhưng mà khi mà gọi điện ra nước ngoài hay là phỏng vấn hay thế này khác thì rất khiêm tốn, rất nhã nhặn, rất thế này thế khác. Nhưng cuối cùng là gì để mọi người nó thực tế mà nói thế, nói thẳng như thế. Cho nên nói chung là bản chất anh Nghĩa là tốt nhé. Bản chất của anh là tốt, không lừa đảo, không đèo lá, không gì hết. Nhưng mà ngược lại vợ thì rất là sang hoa, xảo trá. Và cô là rất là cô ấy là điều khiển anh Nghĩa. Mà trong cái vụ này nói thật là đáng nghĩa là nhà vợ chồng anh phải ơn tôi. Cái vụ cầu này cách gì đáng nghĩa tôi phải trong thứ ba cái người bàn đấy, trong vợ anh nghĩa và tôi bàn với nhau, nhưng mà tôi kiên quyết không khai là vợ anh Nghĩa. Nhưng vợ anh Nghĩa nó mà khai ra thì vợ anh nghĩa cũng là nằm trong cái vụ này, nhưng mà gì mà tôi là người, nếu mà tôi không khai thì tôi là người che giấu tội phạm. Trong cái bài viết của bác ở đấy đúng không, như thế mà tôi khai, nhưng mà ông Nghĩa ông lại khai ra bác đúng không ạ? Ông ấy khai ra được, khai từ đầu chí cuối ông khai hết toàn bộ tất cả vấn đề tôi. Nhưng mà thôi, cái khai này cũng được. Nhưng mà có một cái là thế này này. Trước phiên tòa mà ông ấy lại nói rằng bọn dân chủ nó chỉ chú ý đến là sơ thẩm thôi. Chứ nó không chỉ là phúc thẩm. Ông khuyên tất cả mọi người là làm đơn để mà xin giảm nhẹ hình phạt. Để có phiên phúc thẩm. Để phiên thẩm giảm nhẹ hình phạt. Thì cái đó là một cái hết chứ này. Mà ông lại còn chấn an đi cái giám thị chạy ra ngoài phòng rằng chúng tôi không như chán lý đâu mà các ông sợ. Đúng rồi. Thì rõ ràng rằng những cái việc làm đấy là hoàn toàn những cái chính xác cả, chứ không có còn lưu đại hết, chứ không có bịa đặt một trong người tất cả thì xin hứa là không có bịa đặt một cái gì hết. Vâng. Nhân chứng vật chứng đều có, không có bịa. Vâng. Thế còn bây giờ lại quyền của người ta hai phía,
Vâng. Người ta bình luận thì không bình luận. Vâng, nhưng mà tôi còn có cái chỗ đoạn liên quan đến tiền nhé. Liên quan đến tiền thì này nhé. Liên quan đến tiền thì đây nó là 100% chứ không phải là gì. Vâng. Khi mà anh đưa cho tôi có 400.000. Vâng. Thì tôi đi Bắc Giang thì tôi phải chi tới 500 thì tôi gọi cái nhà trước đây mà nhá. Có đọc bác. Cái hôm sau thì anh về đây anh có dựng xe kia. Vâng. Và anh ấy có rủ tôi đi chơi và đến lúc về thì anh vào ngân hàng đông đá anh ấy đổi 1.000 đô. Vâng. Đô là Phùng Mai ở Australia gửi. Vâng. Nói thẳng như thế, ở úc gửi thì anh ra tôi núi tôi 100.000 đồng. Tôi năm nay 74 tuổi, tôi nói sai nha, tôi chết học máu là tôi nói thật với các cháu như thế. Vâng. Dúi tôi đúng 100 đồng. Ngày mai hai vợ chồng đi ra đại lý xe kia mua cái máy bay vừa mới tinh. Bên đây thì tất cả mọi người mới hiện vật cái xe bao nhiêu vẫn còn đấy, còn đâu nữa. Thế cho nên là cái vụ là ông ấy bỏ túi. Nhìn nói thật nhưng mà nói thế này, ông ấy từ một cái cảnh vỡ nợ, ông ấy cắm nhà ngân hàng, chỉ sợ ngân hàng thấp thỏm đe đến mà cắm nhà thì chỉ có bồng bế nhau để mà xin, thì ông gặp cái luồng gió dân chủ này. Tại sao không chống Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây đi? Hả? Tại sao không chống đi? Thật thầy với bác ông ấy là một người diễn biến nữa không ạ? Bao nhiêu năm trời tại sao không chống Đảng Cộng sản đi? Biết cái sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam tại sao không chống từ những năm thập kỷ 60, 70, 80 đi? Mà đến bây giờ theo cái luồng gió dân chủ ở ngoài nước, cái thổi ngoài và nước thở về thì bắt đầu. Cho nên đấy là một cơ hội chủ nghĩa. Cho thấy bác là bác có đấu tranh dân chủ từ những năm 66, từ khi 25 tuổi đã bước chân vào 22 tuổi đã thành lập đảng rồi. Bác có phong trào dân chủ, bác đã hoạt động từ lúc đấy rồi. Đó. Nhưng mà ông Nghĩa thì mới hoạt động gần đây đúng không? Và sau cái quãng thời gian đấy bác lại không được tiếp xúc với lại những cá nhân tổ chức ở bên ngoài để cho ông. Lúc bây giờ không được cháu, lúc bây giờ nói thật với cháu nhé. Những năm từ năm 2000 trở về sau này mới được tiếp xúc chứ còn trước đây hoàn toàn không có. Mà những ngày tù của bác, những năm tháng trước đây ấy, nó vô cùng bằng 1.000 tù bây giờ cơ. Nhưng mà cho bác thì là vì sao mà ông ấy lại là được tin tưởng mà người ta được góp tiền? Thế này nhé, làm gì này nhé, năng động nhất bây giờ nước ngoài đấy, người ta chỉ cần chỉ nhiều. Vâng. Chỉ nhiều. Cái thứ hai nữa là hành động tích cực, nghĩa là vì thế này. Nếu những năm trước đây, những cái thập niên 60, 70, 80 ấy, mà nho nhe đến cái đó chết ngay. Nhưng bây giờ nó khác nhiều. Vâng. Bây giờ ta có thể chửi trên mạng, chửi cả Tổng Bí Thư, chửi cả Thủ tướng, tất cả cái. Vâng. Nhưng mà trước đây nói nhầm thật với em, chỉ cần nói xấu chủ nhiệm thọt là đã đi tù. Chỉ có người nói câu này, nhé, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà dạng đốt nước nhà, cũng cùng ngoài sân, cơm ăn thì ăn bằng rau, chứ ăn bằng thịt, cho đâu lại dày, tuyên truyền phạt 2 năm tù ra. Chỉ nói thế nó có 2 năm thôi, nhưng mà bây giờ thì trung thân. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ nó đổi mới rồi. Cho nên là ở nước ngoài thì họ là những người mà phải là cực đoan. Mà nhất là bên Việt Nam Cộng Hòa thì họ là cực đoan. Nhưng bây giờ ta phải hiểu thế này này. Ta phải hiểu là cái tình hình chính trị ở Việt Nam nó khác với tất cả các thế giới. Nó không như các nước Đông Âu. Ở Việt Nam nó có 2 cuộc chiến tranh Việt Pháp và Việt Mỹ. Tất cả có 90% nó dính líu cái nhà nước Cộng sản. Không anh thì cháu, không con thì chú, không cháu thì bác, đều có dính líu thì nhà nước Cộng sản cả. Thế nhưng mà dính líu thì nhà nước Cộng sản này, cho nên là hiện nay thì cái tình hình này là tham nhũng này, rồi quan liêu này, mất dân chủ này, nói chung rồi thì tệ nạn xã hội là nước ta bị rất là lớn. Nhưng mà hậu quả này nhà nước phải chịu, là nhân trước quả sau thôi. Thế nhưng mà ta phải thế này này, không phải một sớm một chiều mà hất đổ nhà nước. Ông Nghĩa muốn tôi công trung đoàn tôi đánh đổi nhà nước đấy, không có đâu. 17 sư đoàn Campuchia nhé. Đấy. Và tất cả các bọn quân đoàn của mình, của Trung Quốc đấy. Còn không đánh được, không chỉ một trung đoàn nó đánh ai. Rồi. Có nên là làm chính trị là phải biết người, biết ta. Thì trăm trận đánh, trăm trận thắng. Nhé. Phải biết nhà nước này và biết mình. Đấy. Đừng nghĩ cái chuyện này. Bây giờ tôi nói, cái nhà nước nó được 2 cái. Là thiên thời và địa lợi. Thiên thời là trời cho nó. Địa đợi là nó nhất toàn là lãnh thổ, nhưng mà chỉ có lòng nhân hòa là lòng người không yên, đâu đâu người ta cũng kêu khai hành đó. Đúng không ạ? Đấy là nhân hòa đấy. Làm sao nắm được nhân hòa? Chủ trương quan điểm của tôi là phải làm thế nào thôi, kể cả cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chân chính cũng ủng hộ tôi, nhân dân ủng hộ tôi và tất cả mọi người ủng hộ tôi, không phải một sớm một chiều thì cả nhà nước đổ xuống đâu được. Mà nếu có gì xem nữa, cầm quyền nhà nước xong nữa thì vẫn phải sử dụng nhà nước này như Nga vậy. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn còn tồn tại, nó là một trong những đảng mà tranh nhau tranh cử thôi, thế thôi.
Nhưng mà cái cháu đang hỏi là ừ, cửa. Là thế nào mà các tổ chức cái tên của ông ấy để là như thế này nhá, ông ấy sông sáo nhá, ông ấy năng động, ông ấy tích cực trong cái vấn đề cực đoan. Ông làm sao có thể liên hệ được từ ở Việt Nam ra nước ngoài? Ờ, bằng gì đấy chứ, cái chứ, bằng mãi chứ. Mãi chứ. À, thế là có số tiền mà gửi cho Nghĩa là được từ nước ngoài gửi về? Kể cả bác cũng được nước ngoài gửi về. Nhá, chứ không phải không, bác cũng được nhiều cái nước ngoài gửi về, chứ không phải không. Những người ta cho được, tới là những cái món quà gửi cho. Chứ không phải, không phải ông Nghĩa, một vì ông Nghĩa được gửi, nhưng mà bác cũng có người gửi. Nhưng mà đó là những món quà mà nhà nước cung cấp. Bao nhiêu cái tiền chứ không bác kể đấy, nhà nước cho bác 100 nghìn ạ. 115 đồng như thế. 100 nghìn thì là cái ông ấy lấy đến mặt tiền người ta gửi là... Không, ý nghĩa là ông cho mình 100 nghìn, còn ông đổi 1 nghìn đô la, tức là 17 triệu tiền Việt Nam. Thì ông ấy cho mình 100 nghìn tiền Việt Nam như thế. Tức là 6 đô la ký, đúng không? Vâng. Bác ơi, cho con hỏi thêm một chút là ở đây bác biết là những cái năm 2006 ấy, bác biết là ông Nghĩa là khai khống là mỗi tháng chỉ đưa cho bác có 15 đến 20 tờ, nhưng mà lại khai khống lên 100 tờ để lấy của ông Thanh Giang 500.000 Việt Nam đồng. Ừ, thì còn ông Thanh Giang kia. Bác biết từ những năm đấy rồi cơ. Ừ. Sao bác vẫn cứ tiếp tục cộng tác với ông Nghĩa không? Không, nhưng mà đến năm 2007 thì bác không cộng tác nữa, còn đến 2008 bác bị bắt. Ờ, có một cái chi tiết của bác biết là bài của bác chuyển cho ông Nghĩa để ông Nghĩa chuyển cho ông Thanh Giang. Mà nhưng mà sau khi mà bài được đăng lên thì lại hoàn toàn không phải văn của bác nữa, mà văn của ông Nghĩa vậy. Đây chứng tỏ là như là ông Nghĩa ông ấy, lấy bài của bác thôi, ông sửa rồi ông viết thành ông để tên ông xóa tác giả bác đi, không ở tên khác để ông ấy không vẫn tác giả bác thì cũng Hoàng Hải Minh. Vâng, bút danh của bác Hoàng Hải Minh. Thế còn ông ấy coi như là ba phần thì một phần là ông lồng cái văn của ông vào. Vâng. Còn hai phần là của bác. Mục đích của ông ấy là gì? Mục đích là gì? Mục đích là ông theo cái thí dụ trên đỉnh. Tất cả nếu đọc các cháu mà đọc trên tập san Tổ quốc 18 bài đi. Cháu có đọc một hay là kể cả bài này chăng nữa. Hay là cháu đọc thì các bài nhân vật và tác giả này ở trong những hình Việt này. Thì cháu sẽ thấy. Thì nói thật với cháu thế này này, văn của bác viết theo những gì vậy? Bác không biết chỉnh mới. Vâng. Bác biết ví dụ như là các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hay là các ông Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Đồng nên là các ông bác biết rất là theo tính chất là nghị luận. Vâng. Người ta đọc văn của bác, văn nghe nghiến, nhưng văn của ông Nghiến là ông chửi bới nặng ngoạn nọ kia. Vâng. Và kiểu này dần ông biết tiền thủy bây giờ. Vâng. là thằng nghiện mà thuê 400 nghìn cầm biểu thương đi biểu tình ấy, thì cái cụ thể đó thế nào hả? Là vì ở cái chỗ vùng ông ấy ở mà. Vâng. Thì ông ấy thuê 400 nghìn mà thằng ấy thế là đi Hà Nội cầm biểu nữa thì dân oan ấy, cháu hiểu không? Vâng. Đấy, nên... À đấy là thuê mấy thằng nghiện để lên đấy làm dân oan ấy. Dân oan ạ. Để chụp ảnh xong mới đưa đi làm bài. Vâng. Vâng. Đấy còn có ở đấy bác còn nhắc đến anh TAK đấy. Trần Anh Kim. Trần Anh Kim. Vâng. Ông lại bị bắt rồi. Ý cháu muốn hỏi là ông như bác nhắc ở đây là anh Trần Anh Kim thì nói rằng là vợ chồng nhà Văn Nghĩa khi đã ghét ai thì sẽ tìm cách vu khống biện đặt để bắt mọi người phải ghét theo. Ừ. Bác không biết gì về cái mâu thuẫn giữa anh Trần Anh Kim với ông Nghĩa không ạ? Thế này, khi mà ở tù thì ở Nam Hà thì tôi với Trần Anh Kim cùng một đường buồn. Vâng. Nhưng mà sau khi tôi về rồi thì anh Trần Anh Kim đổi vào Nghệ An thì ở chung với Nghĩa. Vâng. Thế thì giữa tôi cũng không biết là cái chuyện mà mâu thuẫn giữa anh Kim với Nghĩa. Nhưng mà tôi chỉ hiểu là có thể hai người bất đồng với nhau về quan điểm. Vâng. Bất đồng với nhau về quan điểm nào đó. Vâng. Về sau này thì về thì tôi đến thăm anh Trần Anh Kim. Thì vừa vào đến nhà một cái thì là bắt anh Trần Anh Kim ngay thì có mang thì có bắt được ngay. Thế nhưng mà giá như nhà nước này mà họ cho tôi tiếp xúc với Trần Anh Kim thì anh Kim không bị bắt lần sau. Vì anh Kim rất phục tôi và rất quý tôi, rất mến tôi, rất nể tôi, nhưng mà kể công an họ có nhiều cái họ, bởi vì họ có thế họ mới giữ chế độ, có thế họ mới giữ chế độ, nên nhiều cái nó đi cho nó quá tải, không hay. Thế tôi vừa vào cái là công an đây mình nó hỏi giấy tờ xong hỏi tôi xong cái nên là tôi nó mời tôi về vườn cái nó túng báo túng cổ nó nuôi đi ngay, đấy, thế nên là nhiều cái. Bác ơi, trong này thì bác có hôm nay thì vẫn vẫn đọc các bài trên mạng ấy, bác nghĩ rằng là dạ, cháu Hà Nội xuống. Cháu Hà Nội xuống. Vừa xuống bên xe Liệu Nghĩa. Thế mà hỏi tập vào đi. Vâng.
chứ sao có người chỉ vào đấy được nhỉ? Dạ không, cái này là địa chỉ ngang võ chỉ biết ngõ thôi mà. Đi ngõ ở đây thôi ạ. Con vừa vào trong quán đi quá đi quá xuống hỏi các cô. Vâng. Bác thì à đến nước cháu uống các cháu uống đi. Không sao ạ. Khoa chị các cháu uống. Không sao ạ. Lâu nay thì đọc chuyện bài trên mạng thì vẫn nghĩ rằng là ông đọc các bài mà của ông Nghĩa mà hoặc là ông Nghĩa đứng tên. Còn thực tế ông có viết hay không thì đúng là con không thể biết được. Thì đọc bài thấy là cái văn phong của ông ấy nó rất là sắc sảo, nghĩa là cái lời lẽ cái lập luận nó rất là sắc sảo. Thì trong này thì bác có nói rằng là ở ngoài xã hội đọc bài của cô Phạm Thanh Nghiên thấy hay, nhà văn cướp lời viết hộ tôi đó nên nó mới nổi tiếng. Thế có nghĩa là ông Nghĩa ông ấy đấy là lời Trần Anh Kim thuật lại cho bác. Vâng có nghĩa là ông Trần Anh Kim thì muốn nói rằng là ông Nghĩa là chỉ bảo hoặc là viết hộ cô Phạm Thanh Nghiên đúng không ạ? Thế là hóa ra là lâu nay những bài viết của ông Nghĩa là chưa chắc đã là do ông ấy viết. Không hiểu cho cái bác thân bác không hiểu. Ở đây còn là Nguyễn Kim Nhàn tố cáo nhà văn Nghĩa ăn quỵt tiền xe ôm và chính còn nợ tiền anh Kim. Thì cái này là ai kể lại cho bác? Cho anh Kim kể gì? Tất cả là hoàn toàn chính xác hết, không có một cái gì là bịa đặt, vu khống mà. Hóa ra còn ăn quỵt cả tiền xe ôm nữa. Thật. Mà bác bảo ông thì tốt mà. Không, bản chất của ông thì ông nói chung chỉ là tính nhất công là tốt, đối xử với anh em người là tốt. Nhưng mà nó có những cái nó khác, trong cái tốt cũng có cái xấu chứ chứ. Cháu có đọc cái đoạn mà ở bên nước ngoài có gửi về làm quà cho 3 người 300 euro đúng không ạ? 300 euro nhưng mà tại sao lại về sau ông Nghĩa lại ghi tận 5 người và lại xin được cho vợ tận 2 triệu. Có thế, ông thấy nó lấy cho vợ 2 triệu chứ. Nếu mà cộng không đi 5 người thì 300 euro chia sao đủ được. Mà thì ngày xưa lúc mà ra tòa khi mà ông Nghĩa ông ấy vin vào cái nhân thân của gia đình để xin giảm án ấy. Thì lúc đấy bác có xin giảm án không ạ? Không. Tôi có cãi nhau với viện kiểm sát. Tôi có nói là theo điều 116 của bộ luật tố tụng hình sự là xét thấy hành vi phạm pháp, cơ quan cảnh sát điều tra có quyết định khởi tố bị cáo, khởi tố bị can, và trong 24 tiếng ngồi phải gửi ngay sang viện kiểm sát, viện kiểm sát xét thấy được có thể phạm tội hay không phạm tội và phê chuẩn. Nhưng đằng này đấy, ông Nguyễn Hồng Vinh đấy là vụ trưởng vụ tổ chức 2 của viện kiểm sát nhân dân tối cao cứ nhắm mắt ký điều. Cái thứ hai là tôi có hỏi viện kiểm sát rằng bây giờ thì tôi hỏi là cái khẩu hiệu mà chúng tôi treo có tội hay không có tội, thì đại diện viện kiểm sát hai người có đã nói có rằng khẩu hiệu nào có tội, thì tôi mới chỉ thẳng cái tôi bảo ngay là đại diện viện sát này, đại diện sát nói thì không đúng. Thế giờ tôi treo là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm thì cũng là có tội à? Thế thì về sau thì là đến cuối cùng ý, tòa hỏi đi hỏi lại viện kiểm sát thì thế là quan điểm của viện kiểm sát như thế nào thì viện kiểm sát có nói là vẫn giữ nguyên quan điểm là truy tố như thế đấy. Cái này thì còn lại cái băng ghi âm hết cháu ạ.